Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Tin sáng. Thưa quý vị, dù quy trình thông quan đã được tự động hóa thông qua hệ thống VNACCS, VCIS, nhưng có đến gần 50% doanh nghiệp vẫn chưa hài lòng về tốc độ thông quan hiện nay. Đây là một trong những kết quả của khảo sát doanh nghiệp thương mại tại Việt Nam vừa được Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB công bố. Khảo sát doanh nghiệp thương mại tại Việt Nam nằm trong dự án tăng cường tạo thuận lợi thương mại thông qua quan hệ đối tác với doanh nghiệp do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB thực hiện với sự phối hợp của Bộ Công Thương. Mục tiêu nhằm tìm hiểu những khó khăn trong tạo thuận lợi thương mại tại Việt Nam, các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn này. Khảo sát được thực hiện với 400 đại diện của các doanh nghiệp thương mại thuộc khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 8/2016. Khảo sát tập trung chủ yếu vào quy trình thông quan và việc cung cấp thông tin về quy định thủ tục xuất nhập khẩu. Kết quả cho thấy một vài điểm sáng trong quá trình thông quan cũng như cung cấp thông tin quy định về thủ tục xuất khẩu của cơ quan chức năng. Đơn cử như có đến 75% doanh nghiệp cho rằng quy trình thông quan đã hiệu quả, 60% nhận xét rằng công chức hải quan đã tận tình hoặc tương đối tận tình giúp đỡ khi hỏi thông tin về các quy định chính thức, 80% cho rằng công chức hải quan hiểu rõ yêu cầu cung cấp thông tin của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các con số khác đã phản ánh thực tế là dù thủ tục hải quan có nhiều thay đổi, quy trình thông quan đã được tự động hóa, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hài lòng. Đơn cử như có đến gần 50% doanh nghiệp đôi khi và hiếm khi hài lòng về tốc độ thông quan. Gần 40% cho rằng quy trình thông quan đôi khi và hiếm khi rõ ràng, dễ hiểu và có thể dự đoán được. Chỉ có 18% doanh nghiệp cho rằng các thông tin về quy định thủ tục xuất nhập khẩu mà họ nhận được là hoàn toàn chính xác. Theo bà Lương Thị Mili, chuyên gia tư vấn tạo thuận lợi thương mại tại Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, có nhiều nguyên nhân được doanh nghiệp lý giải cho những bất cập trên. Có rất là nhiều những cái vướng mắc và liên quan đến những cái vấn đề thủ tục. Ngoài ra thì cũng có những cái thắc mắc của phía doanh nghiệp khi mà các cái thủ tục cũng như cái quy định của các cơ quan ban ngành nó vẫn không thống nhất với nhau và nó còn cũng như cái vấn đề mà không đồng bộ trong cái quy định các cơ quan ban ngành. Thì tôi nghĩ là trong cái thời gian tới thì thông qua những kết quả của khảo sát này thì các cơ quan chức năng cũng có thể sử dụng những cái khuyến nghị của doanh nghiệp để làm sao mà đưa cái khuyến nghị đó lên các cơ quan chính phủ, các cơ quan liên quan để họ có những cái biện pháp, những cái hành động thực sự để mà cải thiện và để làm sao mà những cái chính sách về tạo thuận lợi thương mại thì cho doanh nghiệp thì thực sự là hiệu quả. Khảo sát cũng cung cấp hàng loạt các khuyến nghị giải pháp mà doanh nghiệp đề xuất đến cơ quan chức năng nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Cái quan tâm rất là đáng chú ý của doanh nghiệp đó là họ đề xuất việc nâng cao chất lượng cung cấp thông tin về các quy định thủ tục xuất nhập khẩu, và điều này được đánh giá là rất là quan trọng. Hay là cũng rất là thú vị khi mà có nhiều người trả lời thì lại cho rằng là họ nhận thấy là cái lợi ích rất là tiềm tàng trong cái việc mà tăng cường hợp tác hơn nữa giữa doanh nghiệp cũng như là với các cơ quan chính phủ, cơ quan ban ngành trong cái quản lý và hoạt động thương mại quốc tế tại Việt Nam. Và do đó là cái việc mà xây dựng cái cơ chế tạo thuận lợi môi trường hợp tác để giải quyết những cái vấn đề thì là những cái khía cạnh cần rất là nhiều sự quan tâm. Đại diện ADB cũng cho biết đã gửi kết quả khảo sát đến các bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan để xem xét có kế hoạch điều chỉnh các quy định liên quan đến thủ tục xuất nhập khẩu, thông quan để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa đăng tải công khai để lấy ý kiến các bên liên quan dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 08/2015 quy định chi tiết về biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Đáng chú ý là trong dự thảo luật lần này, Bộ đề xuất mời đại diện các hiệp hội ngành hàng tham gia vào hội đồng tư vấn phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu. Theo dự thảo, cơ quan quản lý sẽ thành lập một hội đồng được gọi là Hội đồng Tư vấn Phân loại Hàng hóa Xuất nhập khẩu. Hội đồng này có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có tính chất phức tạp, có tranh chấp hoặc có nhiều ý kiến khác nhau. Theo mô tả, Hội đồng Tư vấn sẽ được chia thành các tổ chuyên môn với thành phần là chuyên viên đến từ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Quản lý chuyên ngành và đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến ngành hàng và lĩnh vực.
Việc đại diện hiệp hội ngành hàng tham gia vào quá trình phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, ngay cả trong những trường hợp tranh cãi là một điểm mới đáng chú ý, bởi lâu nay công việc này chỉ do cơ quan quản lý thực hiện. Trong các buổi đối thoại giữa cơ quan thuế, hải quan và doanh nghiệp, thường xuyên xảy ra tình trạng doanh nghiệp phản ánh việc không thống nhất với cơ quan hải quan về mã số hàng hóa, mức thuế của mặt hàng xuất nhập khẩu. Hiện tại thì phía Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang hoàn tất thủ tục để xuất khẩu trái thanh long Việt Nam vào thị trường Úc. Dự kiến trong năm nay thì thanh long sẽ trở thành loại trái cây thứ ba của Việt Nam đặt chân vào thị trường Úc. Sau khi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN Australia New Zealand có hiệu lực vào năm 2010, tình hình xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam sang Úc đã có tốc độ tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn 2011-2016. Xác định Úc là thị trường tiềm năng cho xuất khẩu nông sản Việt Nam, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháo gỡ nhiều rào cản nhằm mở đường đưa nông sản Việt Nam, đặc biệt là trái cây tươi, tiến vào thị trường Úc. Sau khi thành công với việc đưa trái vải, thiều và xoài vào thị trường Úc thành công, Việt Nam lại cố gắng để đưa trái thanh long tiến vào thị trường này. Theo số liệu thống kê, thanh long là một trong những loại trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu đạt 895,7 triệu đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng 50,3% trong xuất khẩu trái cây tươi và 36,1% trong tổng xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Bên cạnh đó, Thương vụ Việt Nam tại Úc đã xây dựng kế hoạch xúc tiến xuất khẩu thanh long tại thị trường Úc theo hướng tổng hợp đầy đủ các thông tin về nhu cầu thị hiếu, tiêu chuẩn, quy định chất lượng, phương thức tiếp cận mạng phân phối của thị trường Úc, từ đó giúp các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long của Việt Nam dễ dàng đón đầu những lợi thế của thị trường Úc. Dự kiến thủ tục cấp phép xuất khẩu trái thanh long vào Úc sẽ được hoàn tất trong năm nay. Thưa quý vị, ngành sản xuất máy công cụ bắt đầu manh nha tại Đài Loan từ những năm 50 của thế kỷ trước. Chỉ trong hơn 60 năm qua thì Đài Loan đã vươn lên top 4 những nhà xuất khẩu máy công cụ lớn nhất thế giới khi mang về hơn 4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trên thực tế thì những nhà sản xuất máy công cụ tại khu vực này đã liên tục đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, hay còn gọi là R&D, một cách bài bản và hiệu quả. Văn phòng thương hiệu và bằng sáng chế Mỹ gọi tắt là USPTO từng xếp Đài Loan vào top 5 quốc gia và vùng lãnh thổ có số lượng bằng sáng chế nhiều nhất thế giới. Trong đó, phần lớn các bằng sáng chế tập trung vào 3 lĩnh vực chính: năng lượng điện, thiết bị bán dẫn và sản xuất máy công cụ. Riêng đối với ngành công nghiệp sản xuất máy công cụ Đài Loan, đây là kết quả của một quá trình đầu tư nghiêm túc của các doanh nghiệp vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, hay còn gọi là R&D. Tập đoàn Hewin, doanh nghiệp từng được Forbes xếp hạng thứ 37 trong top 100 công ty sáng tạo nhất thế giới vào năm 2015 cho biết, luôn dành khoản đầu tư lên đến 10% ngân sách mỗi năm cho lĩnh vực R&D, đồng thời cam kết đầu tư lâu dài vào những dự án R&D về ngành tự động thông minh để tạo ra những dây chuyền sản xuất cơ khí tự động lớn. Chúng tôi đã dành tối đa 10% ngân sách mỗi năm đầu tư cho lĩnh vực R&D. Trong đó, chúng tôi chú trọng vào việc liên kết với những trường đại học tại các quốc gia có nền công nghiệp phát triển trên thế giới, tập trung vào R&D và sáng tạo. Hiện giờ, Hewin đã có các dự án R&D tại 6 trường đại học của Đức, 2 của Nga, 2 của Nhật, 1 của Mỹ và 24 trường tại Đài Loan. Không chỉ riêng Hewin, trước tác động ngày càng rõ rệt của xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0, các nhà sản xuất máy công cụ khác tại Đài Loan đều cam kết đầu tư tối thiểu từ 3 đến 5% ngân sách mỗi năm cho lĩnh vực R&D. Trong đó, đặc biệt là nhấn mạnh đến đầu tư phát triển ngành tự động hóa thông minh, mảng y khoa và người máy nhằm gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Dự kiến một số thành tựu nổi bật của ngành sản xuất máy công cụ của Đài Loan sẽ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi tại triển lãm máy móc thiết bị MTA Việt Nam 2017 từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau đây sẽ là các thông tin nổi bật trong phần tin thế giới. Sau những bất đồng quan điểm thì lãnh đạo hai nước Mỹ Ấn vẫn bắt tay nồng ấm. Quan chức EU cho biết châu Âu sẽ trả đũa chính sách hạn chế nhập khẩu thép của Mỹ.